Có phải là anh em đang bị sợ nhất là phần bí ý tưởng nội dung, không biết viết cái gì, không biết làm video gì đúng không ạ? Biến toàn bộ nội dung của đối thủ thành nội dung của mình một cách sáng tạo hơn, hay hơn. Đó là việc chúng ta ứng dụng AI vào tạo ra vô hạn những cái nội dung. Học viện thương mại điện tử thực chiến số 1 tại Việt Nam. Nha, ứng dụng AI ChatGPT nó giống như một trợ lý siêu thông minh mà các bạn có thể hỏi nó tất cả những cái câu hỏi gì và bất cứ lúc nào. Các bạn có thể hỏi nó viết cho bạn một content, hướng dẫn cho bạn một công thức về nấu ăn, cho đến việc là giải thích toàn bộ. À, hôm nay các bạn có thể hỏi là à, hôm nay tao vừa mới cãi nhau với chồng, chồng tao chửi tao như thế này thì tao nên trả lời chồng tao như thế nào. Nó cũng có thể trả lời cho các bạn toàn bộ tất cả những cái câu hỏi gì có ở trong đầu các bạn mà không có câu trả lời ấy, thì thằng ChatGPT này nó có thể hỗ trợ các bạn trả lời toàn bộ những cái câu hỏi đấy. Thì ChatGPT nó là một cái công cụ chat để chúng ta hỏi, nó thay thế cho cái việc là chúng ta đi phải đi hỏi người khác. Chúng ta có một cái công cụ trợ lý rồi. Thì đây là một cái phần ChatGPT nhá, mình demo cho bạn xem. Các bạn gõ ChatGPT ở trên trên đấy này, ChatGPT này, GPT ChatGPT, thì nó có phần ChatGPT OpenAI này. Thì về tự tìm hiểu nhá, bây giờ không thể hướng dẫn cách lập tài khoản rồi các thứ được, nó rất là lâu bởi vì thời gian hôm nay nó không có. Rồi bây giờ chú ý phần này, đây là phần quan trọng cốt lõi này. Bây giờ mở cái bảng lúc nãy mà chúng ta làm ra, ở cái bảng lúc nãy mà chúng ta làm ra ở một cái bước số 3 này, đó là lọc ra các cái từ khóa chủ đề đang có nhiều view nhất ở trên kênh. Lúc nãy chúng ta đã lọc ra những cái chủ đề rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ hỏi cái con ChatGPT này tại sao cái video này nó lại được nhiều view và tao sẽ cần phải làm gì. Ví dụ nha, bây giờ chúng ta xây một cái kênh về về fitness đi, về tập thể dục thể thao đi. Mình chat với nó, mình bảo nó tôi muốn xây một kênh về fitness, fitness là thể hình nhá. Và đây fitness trên TikTok này. Và đây là những nội dung đang có nhiều lượt xem nhất ở trên trên YouTube, lượt xem nhất ở trên TikTok này của kênh đối thủ. Hãy giúp tôi phân tích các từ khóa này, chú ý này, phân tích các từ khóa và nội dung mà họ đang làm, mà họ hãy giúp tôi phân tích các từ khóa quan trọng, các từ khóa quan trọng nhất mà họ đang hướng tới, và đây là danh sách chủ đề, danh sách nội dung. Rồi copy hết nha, đoạn này này, đoạn này chú ý này, copy hết cái đoạn này xuống, copy hết cái đoạn này, thả vào con OpenAI này, thả vào con ChatGPT này, đấy, một loạt copy hết cái đoạn này xuống nha. 10 phút tập bộ, bảo nó phân tích ra cho mình. Chúng ta có thể xác định một số từ khóa quan trọng mà đối thủ của bạn đang hướng tới. Một đó là tập book, hai đó là từ hit, thứ ba đó là từ tại nhà. Rồi nó sẽ bắt đầu liệt kê ra những cái từ khóa quan trọng nha, nó bắt đầu đi phân tích từ khóa cho mình. Mình copy hết cái đoạn này xuống để cho nó phân tích. Từ những phân tích trên, hãy giúp tôi nghĩ ra 10, nghĩ ra 5 5 ý tưởng bám theo các từ khóa mà kênh đối thủ đã làm và lên xuống, và phân tích lý do tại sao bạn lại gợi ý chủ đề này. Ok, bạn nhìn thấy phần này chưa? Mình bảo nó là dựa trên những cái từ khóa này này, bây giờ mày hãy gợi ý ra cho tao 5 cái chủ đề mà tao làm nội dung. Các bạn thấy là nó đưa ra cho mình những cái chủ đề có tiềm năng, có thể lên được xu hướng. Mình chỉ việc đơn giản là chúng ta làm và thực hành theo những cái chủ đề như kiểu dạng như kiểu này. Rồi ok, nó đã gợi ý cho mình 5. Ví dụ bạn nào bảo là bây giờ hãy viết cho tôi một kịch bản. Nhà ví dụ này. Chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn tập 6 múi tại nhà nhé. Ví dụ chủ đề này có vẻ ok này. Hãy viết cho tôi một kịch bản nội dung trên TikTok dài 60 giây với chủ đề là hướng dẫn tập bụng 6 múi tại nhà với độ khó tăng dần từ dễ đến khó. Ok chưa? Mình bảo nó viết luôn cho mình kịch bản về nội dung, mình chỉ được nói theo thôi. Mọi thứ đều được hướng dẫn một cách
chi tiết cụ thể ra, chúng ta chỉ việc làm theo thôi. Các bạn hãy liệt kê ra cái phần quan trọng đó là các bạn muốn đi theo cái hình mẫu nào. Các bạn liệt kê ra những cái chủ đề nội dung của họ ở trên TikTok, ở trên Facebook, và sẽ bảo cái con chat GPT này nó sẽ gợi ý cho mình 10 chủ đề, 20 chủ đề, và nó viết luôn kịch bản cho mình một cách dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Cho các bạn xem nha, ví dụ này. Các bạn bảo là à, bây giờ em muốn đi làm affiliate sách đúng không? Thử nghe video này này, xong rồi mình hướng dẫn này. Bạn có biết ai là người giàu nhất lịch sử nhân loại? Và câu trả lời được đưa ra bởi tạp chí Forbes chính là John Davison Rockefeller. Tỷ phú Bill Gates đã từng nói rằng chỉ có một anh hùng kiếm tiền trong tâm trí ông, và đó là Rockefeller. Người ta thường nói không ai giàu ba họ, nhưng sự thịnh vượng của gia tộc nhà Rockefeller đã tồn tại gần 200 năm kể từ khi bắt đầu và không có dấu hiệu của sự suy tàn. Sự giàu có đó bắt nguồn từ những lời khuyên mà Rockefeller để lại cho con cháu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã viết tổng cộng 38 lá thư để dặn dò con trai bằng những bài học trong kinh doanh, cuộc sống mà bản thân ông đã từng trải qua và tự mình chiêm nghiệm. Những lá thư cho thấy tư duy kiếm tiền, cách để quản lý công ty và cách chiếm lấy trái tim của mọi người. Tất cả đã được đúc kết lại thông qua cuốn sách 38 lá thư Rockefeller gửi con trai. Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng một số quan điểm thông thường của bạn thường sai, và cuốn sách này sẽ thay đổi những quan điểm của bạn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Rockefeller lại thành công và giàu có đến như vậy. Rồi, các bạn nghe thấy thấy nội dung chưa? Đây là một cái cuốn sách 38 bức thư Rockefeller gửi con trai, hoa hồng là 25%. Các bạn bán được một cuốn sách này gì ạ? Sẽ được nhận được 40.000 tiền hoa hồng. Và cái video này có 2,8 triệu lượt xem. Một cái kênh này này, các bạn xem cái kênh này này. Rồi, cho các bạn xem. Các bạn hoàn toàn có thể làm những kênh kiểu như này. Đấy, copy cái kênh ấy vào đây. Đây, góc đọc nhỏ. Các bạn thấy các video này toàn mấy trăm nghìn làm bằng AI này, 1,3 triệu này, mấy triệu lượt xem này. Đầu tiên ta sẽ lên trên cái trang này, chúng ta tải cái video đấy xuống. Ví dụ các bạn chọn được cái sản phẩm là cuốn sách này chẳng hạn, hay là các bạn thấy cái trang này này, chọn ra 10 cái kênh mà nó cùng chủ đề với mình nhé. Rồi vào trong cái kênh đấy, xem cái video nào nhiều view nhất. Ví dụ như là mình lúc ấy mà mình chọn cái video gì, chọn video này bạn nhá. Có biết ai là người giàu nhất? Bạn có biết ai là người giàu nhất lịch sử nhân loại? Và câu trả lời được đưa ra video này về này, thì các bạn vào một cái phần mềm đó, phần mềm cắt cắt đấy. Hôm nay thì mình không thể chia sẻ cái phần cắt cắt ở đây được, nhưng mà lên trên mạng có rất là nhiều người họ sẽ chia sẻ với cái này, chỉnh sửa video. Các bạn tải cái phần mềm cắt cắt này về, các bạn ấn vào phần dự án mới nhá. Tải xong cài đặt ra thì nó sẽ có ra cái phần dự án mới này. Các bạn ấn vào phần dự án mới, các bạn mở lên, các bạn ấn vào nhập cái video đấy vào, nó đều có tiếng Việt hết. Ấn vào nhập cái video đấy vào. Vừa cái video mà mình vừa mới download đâu rồi, đây cái video đấy đây, thì bạn kéo cái video này xuống dưới này, kéo cái video này xuống dưới, rồi các bạn ấn vào phần văn bản này này, chú ý phần văn bản này này, kéo vào phần phụ đề tự động này này, rồi ấn vào phần tạo phụ đề này, nó sẽ bắt đầu dịch lại cái video này ra, nó lấy cái tiếng của cái video này ra, nó lấy cái tiếng của cái video này ra nhé, rồi nó lấy cái tiếng của video này ra, rồi chúng ta sẽ ấn vào cái phần xuất này này, các bạn ấn vào phần xuất này này. Ở nó phần xuất này, này thì các bạn tắt cái phần xuất video ra, mà các bạn chỉ xuất cái phụ đề này ra thôi, xuất cái phụ đề này ra này, ở nó phần xuất phụ đề này ra, mở ra, mở ra thì các bạn sẽ thấy đây, các bạn sẽ thấy đây là nội dung có biết ai là người giàu có nhất sử nhân loại hay không. Đây xem nha, xem nó đúng là nó bóc ra chuẩn chưa, có biết ai là người giàu nhất lịch sử nhân loại. Rồi ok, nó chuẩn rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Nó lấy được toàn bộ cái nội dung mà cái người họ nói trong video đấy ra, nó bóc ra thành 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 chữ, nó bóc ra thành chữ như này, thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ mang lên cho con chat GPT này này. Mình bảo nó là tôi muốn làm một video affiliate cho sản phẩm sách của Rockefeller, phải sản phẩm sách của ông Rockefeller nhé. Và đây là nội dung mà một kênh khác họ làm được 2,8 triệu người xem. Rồi copy cái nội dung này này, có phải video này có 2,8 triệu lượt xem không? Đây 2,8 triệu lượt xem, copy cái nội dung này vào. Đâu rồi, cái nội dung lúc đấy. Copy cái nội dung này vào. Cho con chat GPT, copy cái nội dung này vào. Mình bảo nó hãy dựa vào kịch bản trên, hãy dựa vào kịch bản viral trên nhá. Nghĩa kịch bản
viral nhưng đã lên xu hướng ấy, viral trên, hãy viết cho tôi một kịch bản khác về để tôi làm affiliate cho sản phẩm này, ok chưa? Enter một cái rồi nó sẽ viết cho các bạn một kịch bản dựa vào nội dung của bạn đã cung cấp. Dưới đây là một kịch bản mới để bạn có thể quảng cáo cho cuốn sách 38 bức thư của Rockefeller mở đầu. Copy hết cái đoạn này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái trang, nó gọi là trang VB nhá. Trang này này. Trang VB này này. Rồi, ấn vào trong trang VB này này, nó là một cái trang để chúng ta thu được cái giọng âm thanh này, này mà chúng ta không cần phải nói. Rồi ấn vào phần studio này. Copy cái đoạn lời kể vào đây này. Bỏ hết cái phần mở đầu này đi này, bỏ hết cái chữ lời kể này đi này. Bỏ hết cái phần cảnh này đi này, chỉ để nguyên cái phần lời kể thôi. Ta đã có một cái đoạn nội dung dựa trên những cái video đã viral rồi. Để chọn giọng đọc này, thích giọng đọc nam hay giọng đọc nữ nào? Ấn chuyển văn bản thành giọng nói này, chuyển văn bản thành giọng nói này. Rồi chuyển văn bản thành giọng nói thành công rồi thì tải cái này xuống này. Tải cái này xuống này, chúng ta đã có một cái giọng đọc sẵn ở trong đây rồi, đúng chưa? Ấn ra màn hình này. Rồi, chúng ta đã có một cái phần giọng nói ở trong đây rồi. Bạn đã bao giờ tự hỏi bí quyết của những người thành công nhất thế giới là gì không? Rồi, chúng ta đã có một cái giọng đọc về cái phần mà chúng ta vừa bảo cái con ChatGPT nói rồi đúng không ạ? Bây giờ edit video này. Bây giờ lấy cái video mẫu ở đâu? Thì các bạn có thể lên trên một cái trang, đó là trang PSL này này. Chọn phần video này. Rồi các bạn sẽ chọn những cái chủ đề, ví dụ chủ đề kia là chủ đề về giàu có đúng không? Giàu có thì các bạn gõ chữ giàu có ra. Giàu có hoặc là viết tiếng Anh ra thì nó sẽ được nhiều nha. Tiếng Anh giàu có nghĩa là rich. Bạn nào không biết tiếng Anh thì lên Google xem. Nó cho tải miễn phí nha. Tải cái video này xuống này. Tải để ra màn hình nhá, tải video xuống này, tải mấy cái mà làm về chủ đề về sức khỏe thì chọn video về sức khỏe, làm về chủ đề về nấu ăn thì chọn video về nấu ăn, làm chủ đề về gì thì lên trên đây gõ nó đều có hết nhá, đưa hết những cái video chúng ta vừa mới tải lên, video siêu xe này, video đây đặt lên trên đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái nội dung âm thanh chúng ta vừa mới mới gì ạ, chúng ta vừa mới tải về đây này, cái nội dung âm thanh này này. Rồi chúng ta đã có một cái đoạn âm thanh rồi nhá, và chúng ta kéo cái đoạn âm thanh này xuống này. Chúng ta đặt cái video này lên này, chúng ta đặt cái video này lên này, video dài quá thì chúng ta cho ngắn bớt đi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái video. Bạn đã bao giờ tự hỏi bí quyết của những người thành công nhất thế giới là gì không? John D. Rockefeller, người được mệnh danh là tỷ phú lớn nhất trong lịch sử. Các bạn Nhưng thấy tại chưa? sao ông ấy Bây giờ lại chúng thành ta công sẽ đến như có thể gì ạ? Đưa cái gì ạ? Văn bản bảo nó tạo ra một cái đoạn văn bản phụ đề tự động, chọn vào đây. YouTube là làm khuôn hình hình chữ nhật, còn Facebook là khuôn hình vuông, còn TikTok là khuôn hình dọc nhá. Ví dụ như là mình đang để ở trên đây đó là khung hình gì ạ, khung hình hình dẹp như này. Rồi các bạn sẽ có một cái phần phụ đề ở trên đây, các bạn có thể điều chỉnh toàn bộ cái phụ đề này nhá. Đấy, để cho nó màu chữ nó vàng hay là để như này cho nó đẹp là được. Ở nó phần phụ đề này, dưới này nó có phần bao viền này. Đấy, làm nào cho nó đẹp là được. Rồi ok, ấn play. Bạn đã bao giờ tự hỏi bí quyết của những người thành công nhất thế giới là gì không? John D. Rockefeller, người được mệnh danh là tỷ phú lớn nhất trong lịch sử. Nhưng tại sao ông ấy lại thành công đến như vậy? Rồi nếu mà muốn ghép nhạc thì cho thêm tí nhạc vào trong đây và chúng ta ấn xuất ra. Xuất ra video là chúng ta có thể có một video chúng ta đăng lên Facebook cá nhân của chúng ta đăng lên Zalo của chúng ta đăng lên gì ạ? Lên YouTube của chúng ta, đăng lên TikTok của chúng ta. Rất đơn giản để chúng ta có thể ở nhà tiết kiệm thời gian, trong cái thời gian rảnh rỗi chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái việc như kiểu này. Làm được những cái việc như kiểu này để chúng ta làm affiliate để kiếm thêm thu nhập, mà không, nếu mà các bạn kiểu dạng mà ngại xuất hiện ấy, thì có thể làm những cách như kiểu này. Họ làm một ngày, các bạn gì ạ, lười thì một ngày dành nửa tiếng để tạo ra mấy cái video như này, 2,8 triệu lượt view. Ví dụ mình chỉ giả sử các bạn nha, nếu mà tỷ lệ chuyển đổi 2,8 triệu lượt view này, 0,01 đi, nhân với 156.000, nhân với tiền hoa hồng là 25%. Đây, nghĩa là 1.000 người xem nhá, 0,01 nghĩa là gọi là siêu thấp ấy, thì thông qua một video này chúng ta cũng đã kiếm được khoảng tầm 1 triệu mốt tiền tiền gì ạ, đúng không ạ, 1 triệu mốt tiền hoa hồng thông qua một video. Mà một ngày các bạn mà cứ làm khoảng tầm 10 video đi mà có được một video lên xu hướng, 10 video có một video lên xu hướng là chúng ta đã có thể kiếm được một cái khoản tiền như kiểu này rồi. Học viên thương mại điện tử có mắt dạy thực tâm học thực chiến.